Nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm hơn trung bình tại các khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ. Miền Đông Nam Bộ xuất hiện nhiều ngày nắng nóng trong tháng 4 năm 2019. Các đợt nắng nóng có khả năng tập trung từ tháng 4 cho đến tháng 5 ở phía Tây Bắc Bộ, từ tháng 5 đến tháng 6 ở phía Đông Bắc Bộ, từ tháng 5 đến tháng 8 tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Đặc biệt, mùa khô năm 2019 ở các tỉnh ven biển Trung, Nam Trung Bộ khả năng kéo dài tới tháng 8 2019. Nguy cơ cao xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn vùng cửa sông tại các tỉnh thuộc khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ. Xâm nhập mặn vùng đồng bằng Nam Bộ vẫn ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, cao hơn cả năm 2018.